2023, mặc màu này để mua nhà, mua xe, tiền bạc ùn ùn kéo về trong năm mới. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong phong thủy, màu sắc được coi là một trong những yếu tố quan trọng có thể tác động tới vận may, xui xẻo của mỗi người, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó, trong ngày mùng 1 năm mới, việc lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và tuyệt vời, không chỉ tự tin thể hiện phong cách bản thân mà còn giúp bạn may mắn và đạt hiệu quả cao trong công việc, nhờ nguồn năng lượng tích cực mà nó mang tới. Năm 2023 là năm Quý Mão thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, do đó màu sắc phong thủy may mắn năm 2023 nhìn chung sẽ là các màu thuộc hành Kim, bao gồm màu trắng, màu xám, màu bạc. Mặt khác, theo thuyết ngũ hành, thổ sinh Kim, cho các màu thuộc hành thổ như vàng, nâu, be vàng cũng may mắn không kém. Chúng ta có thể tận dụng các quần áo màu sắc kể trên để mặc hàng ngày, nhất là các dịp trọng đại, nếu chọn những màu sắc này cho quần áo thì lại càng tốt hơn, giúp bạn nhận được nhiều năng lượng tích cực. Tuy nhiên, quan niệm phong thủy cũng cho rằng mỗi con giáp đều có màu sắc may mắn riêng, giúp tăng thêm niềm vui, bình an cho một năm mới. Năm 2023 tới, màu nào sẽ giúp cho bản mệnh đón những điều tốt lành, tiền tài dư giả, sức khỏe dồi dào, tránh được những điều không may có thể xảy ra? Mời các bạn cùng tìm hiểu video dưới đây để tìm được màu sắc phù hợp với con giáp của mình trong năm nay nhé. 1. Người tuổi Tý. Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Tý vẫn nằm trong vòng hạn tam tai, thêm tác động từ cục diện hình thái tuế nên về tổng thể năm Quý Mão vẫn được đánh giá là một năm chưa dứt muộn phiền với các con giáp này. Vận khí chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với năm trước, vậy nên việc sử dụng màu sắc hợp tuổi sẽ giúp gia tăng cát khí, hóa giải những vận xui bản mệnh có thể đối mặt trong năm nay. Theo đó, tuổi Tý có thể lựa chọn các màu hợp với từng phương diện như sau. Màu xanh lục tốt cho sự nghiệp làm ăn. Màu xanh lục, xanh lá cây được cho là mang tới nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp của tuổi Tý. Theo đó, nếu Tý muốn có sự chuyên nghiệp hơn hoặc muốn công việc có những bước đột phá lớn hơn và rõ ràng hơn, đồng thời muốn có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến tốt hơn, vậy thì đừng bỏ qua tầm quan trọng của màu xanh lục. Màu trắng bạc vượng tài lộc. Sang năm 2023, việc kiếm tiền của tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Màu trắng hoặc màu bạc được coi là các gam màu rất tốt cho tài chính của người cầm tinh con chuột trong năm nay. Sắc màu này có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền và được hưởng những điều kiện sống vật chất thuận lợi hơn. Màu đỏ cam tốt cho tình duyên. Trái ngược với xui xẻo có thể gặp ở phương diện sự nghiệp và tài chính, đường tình duyên của Tý lại có nhiều tín hiệu đáng mừng. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa được áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Mộc kỵ năm 2023 nên tránh là màu nâu, màu vàng nâu. 2. Người tuổi Sửu. Khá nhiều tin vui sẽ đến với người tuổi Sửu trong năm 2023 khi đây được xét là một năm vượng vận khí với con giáp này. Nhờ cục diện tương sinh với thái tuế và được nhiều các tinh chiếu mệnh, cuộc sống của tuổi Sửu ít biến động hơn, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước. Để duy trì cát khí trong cả năm, bạn đừng quên vận dụng các màu sắc hợp tuổi của mình trong năm Quý Mão như sau. Màu đen vượng sự nghiệp. Màu đen là một trong những màu may mắn đối với người tuổi Sửu năm 2023, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp. Màu sắc này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của bạn rất hiệu quả và nâng cao hiệu suất, giải quyết khá nhiều vấn đề mới cũ, có thêm nhiều không gian để phát huy năng lực. Sửu có thể sử dụng nhiều yếu tố màu đen hơn trong cuộc sống, chẳng hạn như mặc quần áo, giày, tất, phụ kiện, đồng hồ. Màu xanh lá mang tới tài lộc. Màu xanh lá cây là một trong những màu may mắn về tài lộc cho người tuổi Sửu trong năm nay. Đây là màu sắc tượng trưng cho vẻ đẹp, ánh sáng và hy vọng, là màu may mắn mà Sửu không nên bỏ qua bởi nó có thể thu hút vận may về tiền bạc vô cùng mạnh mẽ. Màu hồng tốt cho nhân duyên. Nếu muốn đường tình duyên của mình được suôn sẻ, lãng mạn, Sửu chớ bỏ qua màu hồng. Các bạn nữ tuổi Sửu cũng có thể chọn cho mình những chiếc váy hồng, vừa tăng thêm sự ngọt ngào nữ tính, vừa thu hút nhân duyên khác giới. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu xám và màu khói. 3. Người tuổi Dần. Năm 2023, tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực ở nhiều phương diện, bao gồm công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm. Năm nay, bản mệnh có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu thăng tiến trong công việc và đạt thuận lợi cao về kinh doanh và đầu tư. Nếu biết cách sử dụng màu sắc hợp mệnh năm Quý Mão, bạn sẽ càng vượng vận hơn nữa. Màu xanh lam, xanh nước biển, vượng tài.
Màu xanh lam, xanh nước biển được cho là sẽ gia tăng vận may cho bản mệnh ở phương diện tài lộc. Với việc bổ trợ thêm hai sắc xanh này vào cuộc sống, tài chính của tuổi Dần sẽ được cải thiện nhanh chóng, tăng cường xã giao, gặp gỡ các đối tác, khách hàng tiềm năng. Dù vậy, bạn vẫn nên tính toán thận trọng để tránh sai một ly đi một dặm. Màu vàng cải thiện mối quan hệ, hợp tác, làm ăn. Năm 2023, màu vàng cũng được coi là màu sắc may mắn với tuổi Dần. Đặc biệt, gam màu này sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ, tăng cường hợp tác, làm ăn, suôn sẻ cho bản mệnh. Dù là công danh, sự nghiệp hay lợi nhuận đều phát triển theo hướng bạn mong muốn. Màu hồng thu hút đào hoa. Vốn dĩ tình duyên của người tuổi Dần trong năm nay không quá tốt, các mối quan hệ có nhiều rạn nứt, dù là người có đôi, có cặp hay người đang độc thân đều có những nỗi buồn tủi khó chia sẻ. Màu kỵ là màu đen. 4. Người tuổi Mão. Trong năm tuổi, người tuổi Mão chắc chắn khó tránh bất lợi ở nhiều phương diện, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cố gắng hơn rất nhiều. Đừng quên sử dụng các màu sắc may mắn dưới đây để hạn chế phần nào xui xẻo có thể gặp phải nhé. Màu vàng cam tăng sự tự tin trong sự nghiệp. Sắc cam vốn tượng trưng cho sự quý phái và khá chất lượng tự tin. Điều này có thể giúp tăng thêm sự tự tin trong sự nghiệp để người tuổi Mão phát huy cao phong độ trong năm này, vượt qua giai đoạn bế tắc một cách nhanh chóng và lấy lại sự ổn định. Màu xanh lam cải thiện mối quan hệ. Màu sắc này có thể giúp người tuổi Mão nâng cao sự tự tin để mối quan hệ của bạn phát triển tốt hơn. Đặc biệt vào mùa xuân và mùa hè, nếu người tuổi Mão mặc trang phục màu xanh lam sẽ làm tăng thêm sự tự tin và sức hút tự nhiên, khiến người khác không thể không chú ý vào bạn mỗi khi bạn xuất hiện. Màu nâu tốt cho đường tài lộc, sức khỏe. Trong năm Quý Mão, tài khí của người tuổi Mão dễ suy yếu, việc kiếm tiền đã khó nay càng khó hơn, các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của màu nâu tốt lành của Mão trong năm mới, tuổi bản mệnh có thể gặp hung hóa cát, xoay chuyển tình thế vào phút chót. Tuy quá trình khó khăn nhưng nhìn chung kết quả khá lý tưởng, tài lộc có thể sẽ được cải thiện đáng kể. Màu kỵ là màu xám. 5. Người tuổi Thìn. Là con giáp phạm tam tai 2023, năm Quý Mão khá khó khăn với người tuổi Thìn, mở mang thêm công việc khó mà thành, tiền bạc kiếm được nhưng hao hụt nhiều. Để cải thiện vận trình, bạn có thể sử dụng thêm các màu sắc may mắn dưới đây. Màu xanh lá tăng cảm giác đáng tin cậy. Màu xanh lá cây là một trong những màu may mắn với người tuổi Thìn năm 2023. Vốn dĩ đây là một màu sắc khá nịnh mắt, mang tới cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Bởi xanh lá tượng trưng cho mùa xuân và sức sống mạnh mẽ, sinh sôi, gam màu này còn đại diện cho sự tươi mới, hy vọng và tràn đầy sức sống, là màu của thiên nhiên và sẽ mang đến cho con người cảm giác an toàn, êm đềm và thoải mái. Màu đỏ mang tới nguồn cảm hứng dồi dào, màu đỏ được cho là có tác dụng tăng nguồn cảm hứng dồi dào cho Thìn để bạn có thể đưa ra những ý tưởng hay cho phù hợp với công việc. Bạn cũng biết cách tận dụng sức mạnh của mình, lao về phía trước không chút ngại ngùng, hướng tới những điều rực rỡ. Màu đỏ đại diện cho tính cách vui vẻ và nhiệt tình, tích cực và thẳng thắn của bạn nên sẽ tạo ra sự cộng hưởng để bạn có thể tiến băng băng về phía trước. Màu tím thúc đẩy các mối quan hệ, tránh tiểu nhân. Dù Thìn có sự khéo léo, biết cách tạo dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người trong năm này để giảm bớt phần nào những khó khăn mà mình có thể phải đối mặt. Nhưng cũng vì tính cách quá nhiệt tình và hào phóng nên bạn khó tránh bị hao hụt nghiêm trọng về tiền bạc và thường bị coi là kẻ hoang phí. Bạn có thể sử dụng thêm màu tím để tránh những xui xẻo không đáng có. Màu này mang tới sự ổn định và thận trọng, có thể giúp bạn lấy lại bình tĩnh, đưa ra các quyết định sáng suốt, tăng thêm vượng khí. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu xanh dương. 6. Người tuổi Tỵ. Năm 2023 là một năm có tốt có xấu với người tuổi Tỵ. Tuy các dấu hiệu khởi sắc chưa thật sự rõ ràng nhưng vẫn là tín hiệu đáng mừng. Chỉ cần bạn nỗ lực nhiều hơn thì không khó để đạt được điều mình mong muốn. Năm 2023, màu sắc vượng sự nghiệp của người tuổi Tỵ là màu tím. Màu tím có thể ổn định tâm trạng của người tuổi Tỵ, tiếp thêm sức mạnh, thúc đẩy vận may sự nghiệp một cách hiệu quả, giúp người tuổi Tỵ vượt qua trở ngại, gặt hái thành công. Màu sắc này còn giúp bản mệnh phát huy điểm mạnh của mình, đồng thời biết mình, biết ta, đưa ra những quyết định đúng đắn. Bạn cũng sẽ tránh được những tranh chấp, thị phi không đáng có. Màu vàng vượng tài lộc. Màu sắc đại diện cho sự phú quý, tiền tài sẽ rất tốt cho đường tài lộc của tuổi Tỵ. Chọn mặc quần áo màu vàng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày không chỉ có thể cải thiện sự nghiệp và sự giàu có của bạn, mà còn khiến bạn trông hăng hái hơn, chút bỏ sự ủ rũ, nhân duyên cũng tự nhiên tốt hơn.
Năm 2023, màu vượng đào hoa đối với người tuổi Tỵ chính là màu đỏ. Vốn là con giáp có tham vọng và cũng rất chăm chỉ, trong mắt bạn nhiều khi chỉ chăm chăm vào sự nghiệp và cống hiến hết mình cho công việc, nên đôi khi bỏ qua vấn đề tình cảm, dẫn đến nhân duyên ảm đạm, có rất ít mối quan hệ khác giới. Cho đến khi muốn có một người ở bên, bạn mới phát hiện ra rằng thậm chí không có một người khác giới nào để nói chuyện. Rất may là mọi thứ có thể được cải thiện nếu như Tỵ sử dụng thêm màu đỏ trong cuộc sống của mình năm 2023. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu xám bạc. 7. Người tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ 2023 dự báo năm Quý Mão sẽ là năm khá khó khăn đối với con giáp này do cục diện phá thái tuế tác động. Hầu hết các phương diện đều gặp bất lợi, một số dự định tạm gác lại vì gặp trở ngại, đa phần do cạnh tranh thị phi. Màu trắng be sữa, vượng công danh. Mức độ xui xẻo trong năm vướng hạn tương phá với lưu niên của tuổi Ngọ sẽ giảm đáng kể nếu bạn thường xuyên kết thân với màu trắng và be sữa thường ngày cho mình. Những gam màu tinh khiết này sẽ giúp bảo vệ cuộc sống của Ngọ khỏi sát khí và những kẻ xấu quấy phá, đồng thời còn giúp cải thiện vận may, sự nghiệp theo chiều hướng tích cực. Màu vàng vượng nhân duyên. Màu vàng ấm áp sẽ giúp bạn thể hiện những nét quyến rũ, ẩn giấu mà trước nay có thể chính bạn cũng chưa nhận ra. Bạn biết cách nói năng, quan tâm đến mọi người nên dễ lọt vào mắt xanh của người khác. Người độc thân nhờ cơ hội này có thể sớm thoát cảnh đơn độc. Màu đỏ cam thu hút quý nhân. Màu đỏ cam cũng là màu may mắn của người tuổi Ngọ trong năm này. Màu sắc này có thể mang lại nhiều may mắn cho con giáp ở phương diện sự nghiệp, mang tới cho bạn rất nhiều cơ hội được quý nhân dìu dắt, chỉ đường dẫn lối để tìm ra hướng phát triển phù hợp. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu nâu vàng. 8. Người tuổi Mùi. Được cục diện tam hợp thái tuế che chở, người tuổi Mùi có hy vọng vào một năm 2023 đầy sáng sủa với những điều may mắn và tốt lành. Hầu hết các phương diện đều có sự khởi sắc. Để tăng thêm vượng khí, đừng quên sử dụng các màu sắc may mắn trong năm của bạn. Màu xanh lục cải thiện đáng kể mối quan hệ. Vào năm 2023, màu sắc may mắn của tuổi Mùi đầu tiên phải kể đến là màu xanh lục. Đây là màu sắc có thể giúp Mùi cải thiện được mối quan hệ xung quanh mình. Màu vàng nhạt vượng tài lộc. Màu vàng nhạt được cho là có thể thúc đẩy vận may tiền bạc của người tuổi Mùi trong năm nay. Mặc dù không thể giúp con giáp này trở nên giàu có một sớm một chiều, nhưng bản mệnh có thêm nhiều khoản thu nhập nhỏ lẻ hoặc tay trái, tích tiểu thành đại, của cải ngày càng dư dôi. Màu xanh dương tốt cho sự nghiệp. Nếu thường xuyên mặc quần áo màu xanh dương hoặc ở trong không gian có nhiều đồ vật màu này, mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn còn được cải thiện đáng kể. Vì vậy, trong năm 2023, những người sinh năm Mùi nên mặc quần áo màu xanh dương nhiều hơn, không chỉ hợp thẩm mỹ mà còn mang lại may mắn. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu trắng. 9. Người tuổi Thân. Năm 2023 của người tuổi Thân tuy có chút bình ổn hơn so với năm trước, tuy nhiên đương số vẫn trong năm giữa tam tai nên mưu sự vất vả hơn người, trục trặc dăm ba bận mới thành. Màu xám thu hút vận may. Màu xám được cho là gam màu may mắn của Thân trong năm 2023 khi nó giúp thu hút vận may và các nguồn năng lượng tích cực tới gần bạn, tích lũy đủ năng lượng cho tương lai, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Màu đỏ vượng công danh, tiền bạc. Màu đỏ đại diện cho sự cát tường như ý, sẽ giúp tuổi Thân hóa giải những khó khăn vướng mắc trong sự nghiệp, giúp con đường phát triển thuận lợi hơn trong năm giữa tam tai. Màu sắc này cũng giúp bản mệnh tăng cơ hội gặp quý nhân. Màu trắng bạc tăng cường sự tập trung. Màu trắng bạc được cho là giúp tuổi Thân tăng cường sự tập trung, làm việc tới nơi tới chốn, sự nghiệp thuận lợi, may mắn, tạo dựng được nhiều mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu hồng tía. 10. Người tuổi Dậu. Tổng thể vận trình 2023 của tuổi Dậu khá khó khăn, dễ gặp nhiều xui xẻo như điều tiếng, thị phi hay bị cạnh tranh không lành mạnh. Trong năm không nên mưu cầu sự lớn, trái lại nên thu mình học hỏi để chờ thời cơ đến. Màu cam vượng công danh. Màu sắc may mắn cho người tuổi Dậu năm 2023 là màu cam. Màu cam có thể giúp con giáp phát triển lên một tầm cao hơn trong sự nghiệp. Màu vàng chanh vượng tài lộc. Màu vàng chanh có thể giúp cải thiện tài vận của người tuổi Dậu và giúp đạt được sự giàu có. Nó cũng tạo cho bạn động lực để thêm phần tự tin, thực hiện được ước mơ của mình và kiếm được nhiều tiền hơn. Màu trắng bạc thu hút nhân duyên. Màu này giúp bản mệnh tự tin hơn khi tiếp xúc với người khác giới. Bản mệnh cũng có suy nghĩ tích cực hơn trong việc xem mắt, gặp mặt. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý. Bằng cách sử dụng màu sắc này, bạn có thể thúc đẩy mối quan hệ xã hội của mình. Những người độc thân có cơ hội thoát khỏi cảnh độc thân. Những người đã có bạn đời sẽ có mối quan hệ tốt hơn. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu xanh lá cây. 11. Người tuổi Tuất.
Năm Quý Mão hứa hẹn là năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Tuất. Đương số có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc. Gia đình đón hỷ tín trong năm. Màu be sữa kaki hút năng lượng tích cực. Năm 2023, màu sắc may mắn của người tuổi Tuất đầu tiên phải kể đến là màu be sữa kaki. Đây là các gam màu có tác dụng hút năng lượng tích cực về cho con giáp này. Vì vậy, màu be sữa hay kaki rất tốt cho người tuổi này trong năm 2023. Nó sẽ tăng thêm sức sống và sự phóng khoáng cho con giáp này. Màu xanh lá cây tốt cho mối quan hệ. Trước hết, màu xanh lá cây tượng trưng cho sức sống và sự tươi mới. Thứ hai, màu này sẽ giúp cải thiện đáng kể mối quan hệ của người tuổi Tuất. Cho dù là với đồng nghiệp hay gia đình, bạn bè, bạn đều có thể duy trì không khí hòa thuận và yêu thương. Màu cam tốt cho sự nghiệp. Người ta cho rằng màu sắc này giúp làm giảm bớt vất vả, khó khăn và người tuổi Tuất có thể gặp phải trong công việc. Đồng thời duy trì được tinh thần lạc quan, không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn và thử thách. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu hồng phấn. 12. Người tuổi Hợi. Tổng thể năm 2023 của tuổi Hợi được đánh giá là cát lành, mở ra cơ hội tốt trong công việc. Có điều cần chú ý vấn đề đi lại, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Màu xanh da trời vượng công danh. Thường xuyên sử dụng màu này, người tuổi Hợi tự tăng cơ hội gặp quý nhân. Bạn có đủ tự tin để nắm bắt cơ hội trước mắt, không chần chừ, do dự, thường cho người khác nữa. Màu đen tăng uy tín, danh tiếng. Màu đen thuộc thủy trong ngũ hành nên cũng được xem là màu sắc may mắn với tuổi Hợi trong năm 2023. Có thể nhiều người nghĩ màu đen là màu xui xẻo và tăm tối, nhưng ở môi trường làm việc, nếu một bộ đồ đen có thể giúp tăng sự trang trọng, lịch sự và hiện đại, khiến bạn chiếm được lòng tin của sếp và khách hàng. Màu vàng vượng nhân duyên. Ở phương diện tình duyên, màu vàng sẽ đem tới nhiều may mắn cho tuổi Hợi. Màu sắc này giúp các cặp đôi hóa giải cãi vã, mâu thuẫn, dần bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Nếu vẫn còn là người độc thân, màu này sẽ khiến bản mệnh trở nên nổi bật hơn trước đám đông. Màu kỵ năm 2023 nên tránh là màu nâu.